Ok, chào bạn Tuấn. Vâng, chào chào anh ạ. Tuấn ơi, Tuấn giới thiệu với anh một chút là em đến từ đâu nhỉ? Em là Tuấn ở Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. À, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Tuấn ơi, thì Tuấn đang làm công việc gì em? Hiện tại thì em có kinh doanh một vài mảng. Em kinh doanh thì nói chung là các mảng về marketing online nhiều. Em có thể cho anh sâu hơn một tí được không? Ví dụ như em công việc online của em là làm gì em? Thực ra thì hiện tại thì em có kinh doanh thứ nhất là về mảng sim này. Rồi, sim số. Thứ hai là em có kinh doanh thêm về mảng về spa thẩm mỹ. Rồi, spa thẩm mỹ. Cũng một vài mảng nữa cũng liên quan đến online. Tuấn ơi, em được gia đình rồi đúng không? Em có gia đình rồi ạ. Em được mấy cháu rồi? Em hai cháu. Hai cháu. Bạn đầu của em là mấy tuổi rồi? Vừa mới qua sinh nhật thứ tư ạ. À, thế à. Nhà em ở Tây Mỗ đoạn nào nhỉ? Có gần nhà chỗ nhà anh không nhỉ? Em ở Cầu Cốc, gần Smart City. Ồ, thế thì gần gần nhà rồi. Rồi, Tuấn ơi, hôm nay anh giúp được gì cho em? Tại vì hiện tại vấn đề về tài chính thì em đang có, nhưng mà em đang không muốn bắt đầu từ đâu ấy. Tiền mặt của em là khoảng tầm trên chục tỷ, hơn chục tỷ một chút. Thì nói chung là vấn đề bất động sản đầu tiên thì em hiện tại chỉ có một căn chung cư thôi. Là hiện tại là em mua với giá cũng rẻ, sẽ cho thuê lại ở bên Smart. Em thì em đang muốn là đầu tư bất động sản vào dòng tiền, có nghĩa là em muốn là đầu tư những cái gì nó ở gần mình nhất để mình quản lý được, quản lý nó tốt hơn. Đúng rồi. Nếu mà chỉ là dòng tiền thì anh nghĩ là mua cái chỗ người lên, hình như hôm trước em hỏi hỏi anh là cái chỗ Lê Trọng Tấn đấy đúng không? Vâng, em có định mua ở đấy nhưng mà tại vì giai đoạn nó bắt đầu mở đường rồi nên em không muốn mua nữa. Tính mua ở đấy thì em chỉ làm văn phòng thôi. Thứ nhất là khi em mua những tài sản thì em có suy nghĩ rằng mình có lên sử dụng một đời tài chính không, hoặc là với cái tài sản 10 tỷ thì mình có thể là nhân lên khoảng 20 tỷ để mình đầu tư một cái gì đấy nó lớn hơn để mình đúng. Tạo dòng tiền lớn hơn. Đúng rồi. Đấy là cái em nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ trong đầu em có dự định ở chỗ nào nữa không, ngoại trừ cái chỗ về đường Lê Trọng Tấn? Em muốn đầu tư vào một mảnh chỗ Tây Mỗ thôi. Ở cái đường đi vào biệt thự của Vin thì hiện tại cái vị trí em thấy là khá là ok, nhưng mà đang tính vào vấn đề về tranh chấp. Xét về tương lai thì em thấy rằng là cái vị trí khá là đẹp. Xét trên về dự án thì nó là cái đường bờ kè của sông Nhuệ, thì tương lai thì nó sẽ làm, chắc chắn nó sẽ làm, nên em thấy rằng là cái vị trí của em là vị trí nó khá là ổn. Cũng sát với cả cái khu biệt thự của Vin, mà đường thì là 2 ô tô 3 ô tô đi được, mà cái giá thì em thấy nó cũng cao lắm. Mà pháp lý thì sao em? Pháp lý thì là có sổ đỏ bình thường. Nói chung là nếu như mà có dự án ấy thì là nhà em chỉ khoảng tầm 20 mét thôi, nhưng mà sẽ là ra mặt tiền đôi. Nhưng mà quan trọng là cũng không biết là bao giờ nó sẽ có dự án nó làm. Thì khi mua đất như vậy thì em xác định là chỉ có đầu cơ thôi, hoặc là em sẽ tính là em sẽ làm cái xưởng cho thuê lại. Anh nghe Tuấn nói là anh thấy rằng là Tuấn, em thực sự là em đã tính toán và cái phương án của em cụ thể, thì anh nghĩ rằng đấy là một trong những cái điều rất là quan trọng, là bởi vì khi mình nhà đầu tư mà thì mình biết cái điều mà mình muốn là cái gì. Anh nghe em nói như vậy là anh hiểu là cái cách mà em đầu tư như vậy anh cho rằng là hợp lý thôi. Anh chỉ có mỗi hơi cân nhắc với em một chút là với anh ấy, bởi vì là em đang có một căn chung cư cho thuê mà đây là lựa chọn số 2 tiếp, thì anh nghĩ rằng là cái việc mà về pháp lý là phải là sấm cỏ. Tại vì là mình muốn rằng là cái lô số 2 của mình nó phải là trở thành chắc thắng. Nhưng mà anh đồng ý với em là nếu mà em đã lựa chọn đầu tư ở gần nhà và vị trí mà em đang đầu tư và đang sắp chốt, anh hoàn toàn đồng ý với em và anh nghĩ rằng là em nên theo phương án đấy. Chỉ có điều duy nhất là cái sổ đỏ anh nghĩ rằng phải rất là quan trọng, đây là điều sống còn. Tại vì thật sự là em cũng theo dõi anh khá là nhiều, em cũng thấy là cái vấn đề về đầu tư về bất động sản ấy, thì cái đầu tư về đầu tiên ấy, nó rất là quan trọng. Đúng rồi. Tại vì nó sẽ có yếu tố sống còn, thì việc mình có xác định là mình sẽ đầu tư bất động sản không. Trước em cũng có hỏi anh về đầu tư về ở khu Galaxico này hay là về khu Sapco của anh, em cũng có thăm, em ở gần em cũng đi qua rồi, nhưng mà em thấy rằng là ở bên Sapco thì em thấy là nó cũng chưa thấy có đông người ở ấy, thì em cũng không muốn đầu tư. Tại vì đầu tư em thấy rằng đầu tư về biệt thự thì cái vấn đề về tăng trưởng hàng năm thì em thấy nó rất là cao, nhưng mà cái vấn đề về yếu tố về thanh khoản là không được nhiều, nên em không muốn đầu tư về biệt thự nhiều. Đấy cái suy nghĩ của em. Tại sao anh lần trước anh chỉ với em ở chỗ Tasco, nó không phải là bởi vì nhà anh ở đây đâu, tất nhiên là anh có duyên với cả chỗ này, nhưng mà nó có những cái yếu tố cái key là mình muốn đầu tư nó vừa tạo ra dòng tiền, nhưng mà thực tế rằng là đầu tư đất nền lại mình muốn là an toàn mà phải tăng giá hiệu quả nữa, đúng không? Dạ. Thì ví dụ như cái Tasco tại sao nó làm, nếu mà em, tất nhiên là anh cứ nói cho, để hôm nay em đi lại một chút, em mà đi ra một chút, em đi ra đường Trịnh Văn Bô ấy, thì từ cái cầu nó đi xuống em nhìn thấy trái một cái thì em đang nhìn thấy là một cái con đường nó đang mở ra. Con đường mở ra đấy là từ đường Trịnh Văn Bô đâm thẳng vào cái chỗ Xuân Phương Tasco. Thì khi mà có con đường to như vậy thì cái giá bỗng nhiên nó trở thành khác. Cái số 2 nữa là sao, là xung quanh cái Tasco có một cái hồ rất là lớn được quy hoạch, có bất động sản gần hồ ấy thì tăng giá rất là nhanh. Nhưng mà cả hai cái đấy thì nó chưa hiện hữu. Thì anh chỉ lấy ví dụ thôi, một cái biệt thự của anh mà mặt hồ ở bên chỗ Vinhome, tất nhiên nó nói diện tích thì nó hơi to mà tí, nó hơn 300 mét vuông, nhưng mà bây giờ người ta vẫn trả khoảng tầm 140-150 tỷ. Thì ví dụ có một cái hồ rất là lớn như vậy, tất nhiên nó phải chưa xây, nó mới làm hồ thì giá của mình đã tăng chót vót rồi, đúng không? Giống như em nhìn thấy nó mở thông Vin một cái thì giá xung quanh đã tăng rồi, đúng không? Mình muốn mua khi mà nó chưa có tiềm năng. Thì cái việc mà cái đường 70 là một này, cái đường như anh nói là nếu mà em chỉ cần đi qua cái cầu xuống từ cái đường Trịnh Văn Bô đi xuống,
khoảng tầm 300m đối diện với trường cao đẳng FPT. Thì em nhìn thấy cái đường đang làm, tất nhiên nó phải mất khoảng tầm 1 năm nữa để nó giải quyết xong mấy cái nhà. Thì bỗng nhiên là em thấy cái khu đó nó được cái tiện ích, nó có ba cái đường, một là đường từ Trịnh Văn Bô đi vào, hai là đường 70 và ba là có một cái hồ. Và bởi vì như vậy nên cái người dân người ta rất là ít và người dân chưa nhiều thì cái tiềm năng của mình lại trở nên rất là tốt. Còn nếu mà nó ai mà nó đông đúc giống như là cái đường mà nó thông qua Vin rồi thì nó hết cơ hội của mình. Ngày xưa ở cái chỗ mà đường mà đối diện cái đường thông qua đúng Vin rồi, đúng không? Em thấy nó vắng như Chùa Bà Đanh. Em cũng ở đấy, tại vì văn phòng em ở đấy mà. Em thấy rằng là chỉ cần sau khi thông thôi là cái giá trị của nó khác biệt thôi. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì là gần 100.000 người ở chung cư đẩy ra cái chỗ đấy thì tự nhiên là giá trị nó khác. Thì đấy là những cái mà khi mình đầu tư, nếu mà mình muốn cả hai cái, dòng tiền lâu dài và tiềm năng tăng giá. Và em mua một cái là ngân hàng nó vào nó cho em vay 70% ngay. Mà chưa kể em sửa để em cho thuê sinh viên này. Ví dụ như là 20.000 sinh viên ở cái trường cao đẳng FPT bên trái, em không cần phải lo dòng tiền. Thì để đi một cái chỗ đó không hề dễ. Dạ vâng. Thực ra là em chỉ muốn hỏi là cái vấn đề quan trọng nhất là em có nên sử dụng đòn bẩy về tài chính không? Có nghĩa là không nên đầu tư vào một mảnh mà em sẽ đầu tư sang hai mảnh và sử dụng đòn bẩy ngân hàng ấy. Có chứ. Thì là tại vì là em thì rất là ngại vấn đề, quan ngại vấn đề về đòn bẩy ngân hàng. Nói chung vấn đề về dòng tiền em nghĩ em xử lý được, nhưng mà tại vì là khi vay ngân hàng thì sẽ áp lực nhiều hơn ấy. Em đang muốn hỏi là ví dụ khoảng 10 tỷ thì mới nên vay bao nhiêu? Nó liên quan đến dòng tiền của em vừa mới nói anh là dòng tiền của em một tháng là có thể lãi được khoảng tầm 500 đến 1 tỷ, đúng không? Dạ vâng. Tất nhiên là đấy là do cái sức ép và chịu đựng của em. Anh thấy nghe Trường Tuấn mà còn rất là trẻ tuổi, anh không phải liều lắm đâu. Nhưng mà nếu mà em mà có một công thức như là 10 tỷ thì anh muốn em vay 20 tỷ. 20 tỷ 10 tỷ và mình vay thêm 10 tỷ nữa, đúng không? Nhưng mà nếu như vay 20 tỷ thì mình sẽ đầu tư một cái giá trị tài sản khoảng 20-30 tỷ, hay là mình lên đầu tư chia ra? Nó tùy thuộc. Như em hiện tại bây giờ với cái độ tuổi của em và với cái việc mà tài chính của em hiện tại bây giờ thì anh muốn làm chia ra khoảng 2-3 cái kìa. Nếu có thể là 20 tỷ mình mua 3 cái. Ví dụ như hôm trước là cái bạn Hải cũng giống dòng tiền giống như em. Mà dòng tiền của bạn tốt thì anh bảo bạn bạn mua ở Mê Linh là một cái là lô là bao nhiêu? 2,8 tỷ một lô. Anh bảo bạn mua 10 lô đi, 10 lô là 28 tỷ. Nhưng mà tất nhiên là anh nói như vậy trên cơ sở rằng là em quản lý được cái dòng tiền và em cảm thấy nó thoải mái. Như anh là vay như vậy là anh cảm thấy thoải mái. Đấy, thì còn là nếu mà em không cảm thấy thoải mái lắm thì tùy thuộc vào lựa chọn mỗi người thôi, đúng không? Thực ra cái câu hỏi của em là quan trọng nhất cái vấn đề về đòn bẩy về khi vay vốn. Tại vì thực sự là như bản thân em chưa vay vốn bao giờ, và có vay vốn nhưng mà chỉ vay tài sản rất là nhỏ thôi. Thì khi bắt đầu mình vay vốn cái tài sản lớn thì mình cũng phải cân nhắc rất là nhiều, nên em cũng muốn là thực sự là hỏi ý kiến anh. Nhưng mà nếu mà anh mà em ở trong cái thời điểm như bây giờ, một trong những cái chiến lược mà cho đến bây giờ anh vẫn làm và trước đây là anh làm chính rất là nhiều là anh muốn mua tiến độ. Đó là tại sao mà anh chỉ em vào mua Tesco, bởi vì Tesco nó chia tiến độ được. Tại mình không phải vay ngân hàng, là mua đất trước và sau đó trả tiến độ trong vòng 1 năm. Ví dụ như là 10 tỷ thì em trả trước 2 tỷ, 3 tỷ, đúng không? Thì sau đó khoảng tầm 6 tháng sau em lại trả 2, 3 tỷ tiếp. Thì đấy là công thức mà cho đến bây giờ anh vẫn sử dụng. Bởi vì anh thực sự cũng giống như em, anh không muốn vay ngân hàng quá nhiều, mà anh muốn là vẫn vào được cái lô lớn nhưng mà với số tiền ít. Thì đấy là cái cách mà mua chia tiến độ. Chia tiến độ là một trong những cách tốt nhất để có thể mua bất động sản. Thì đấy là những cái kinh nghiệm của anh thôi. Thì để chia sẻ cũng là Tuấn, thì trong cái thời điểm này nếu mà em mà đầu tư đúng và cái dòng tiền em tốt thì anh nghĩ là có thể nhân tài sản được rất là nhiều lần. Dạ vâng, em hiểu rồi, cảm ơn anh. Ok Tuấn nha. Rồi ok, bye bye Tuấn.